Vietnam meditates daily to relax and restore balance in her life. This 26-year-old wants to use her title to encourage people to give back in their communities and stop discriminating against HIV and AIDS AIDS patients. Vietnam! Vietnam and Zambia. Vietnam. Vietnam is a global ambassador of Room to Read, an organization that awards scholarships to schoolgirls around the world. This 26-year-old finance major paid for college by working as a nanny, serving food and cleaning houses. Vietnam. Xin chào. I am an ethnic minority. I'm just to get married at 14, but no, I'm chose education from nothing. I'm here, I am. I can do, you can do it. Thank you. Also entering the next round is Vietnam. Hen sinh ra trong một gia đình 6 anh chị em. Với cái phong tục tập quán của người AD thì năm 14 tuổi thì ba mẹ kêu Hen lấy chồng, nhưng mà Hen nói rằng là Hen không, Hen không thể lấy chồng trong thời điểm này. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 của tôi đã dành hết số tiền thưởng của mình cho các em. Tôi đã mở một thư viện ở một nơi vùng sâu vùng xa luôn. Thư viện này là thư viện Thanh Thủy. Vietnam, Vietnam. The swimsuit competition is all about confidence, and Vietnam is just radiating that confidence. She's got a confident walk. She's giving us a little attitude. Really working this moment. Vietnam. What a contender. She walks with such ease, but she knows exactly what she's doing. From the moment she walked into rehearsals, we couldn't help but notice everything about her. She has a very strong presence, and she can walk circles around most of the girls. Still alive in the competition is Vietnam! Được trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ, điều đầu tiên em làm cho quê hương em đó là gì? Nếu mà em có được giải thưởng của Hoa hậu Hoàn Vũ thì em sẽ trích 70% giải thưởng cho vùng quê của em và 30% còn lại để trau dồi hình ảnh của mình.